Trong buổi tiếp kiến chung ngày hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 12, Đức Thánh Cha đã triển khai bài giáo lý của Ngài dựa trên ý nghĩa về năm thánh lòng thương xót. Ngày hôm qua, ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha đã mở cửa thánh của đền thờ Thánh Vê-rô, chính thức khai mạc năm thánh lòng thương xót. Nhưng trước đó, Đức Thánh Cha cũng đã mở cửa thánh tại thánh đường ở Ban Huy, Trung Phi. Trong buổi tiếp kiến hôm nay, Đức Thánh Cha muốn cùng mọi người suy tư về ý nghĩa của Năm Thánh, nhằm trả lời cho câu hỏi: Tại sao lại có Năm Thánh lòng thương xót và Năm Thánh lòng thương xót thật sự có ý nghĩa gì? Lòng thương xót Chúa sẽ vượt thắng những giới hạn của con người, sẽ chiếu sáng bóng đêm tội lỗi để giúp chúng ta trở nên những chứng tá can trường và hữu hiệu. Questo giubileo insomma trong năm thánh, chúng ta được mời gọi đặt lại trọng tâm của đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn. Trọng tâm đó chính là Đức Giêsu, nơi Đức Giêsu lòng thương xót của Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Năm thánh sẽ là thời gian hồng phúc của giáo hội nếu mỗi người chúng ta biết chọn lựa điều mà Thiên Chúa yêu thích. Chẳng có gì quan trọng hơn điều Thiên Chúa yêu thích, đó chính là lòng thương xót, tình yêu, sự quan tâm, sự chăm sóc vỗ về của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta phải đổi mới phải canh tân những cơ cấu tổ chức trong giáo hội nhưng những canh tân ấy sẽ trở thành vô ích nếu giáo hội không phản chiếu được lòng thương xót của thiên chúa không có lòng xót thương chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho những cơ cấu tổ chức của chính chúng ta đức thánh cha hy vọng rằng trong năm tháng này mỗi người đều có thể cảm nghiệm được lòng thương xót tự ái của thiên chúa để rồi mỗi người cũng có thể trở nên chứng tá của tình chúa xót thương nhưng liệu có thật ngây thơ nếu tin rằng lòng thương xót chúa sẽ biến đổi thế giới nói theo kiểu người đời thì đó thật sự là ngây thơ và còn cả ngu ngốc nữa nhưng chúng ta phải nhớ rằng cái điên rồ của thiên chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người và cái yếu đuối của thiên chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người